Thì luồng cầu Văn Lang sáng rất là nguy hiểm, các bác tài đắm. Ô số 2, ô số 3. Chia buồn gia đình và toàn thể anh em trên tàu. Các bác tài bỏ hết ô số 3, số 4 khi tất ô số 6 này. Rất là nguy hiểm, nước rất to mà. Nguy hiểm các bác đi kiểu gì. Các bác tài bây giờ đi hết được 16 tính với Phú Thọ sang rồi em. Đi sát rồi, cast rồi. Rất là nguy hiểm các bạn. Bác tài cá ngang chủ cầu, bác tài ngoài này chìm luôn. Siêu hủy của gia đình còn thể nhận chứng nào. Nhà các bác biết đất mấu thứ 6 mọi người nhá. Tính với Phú Thọ sang, tính từ chủ đề bé sang chủ đề mấu số 6. Rất là dễ đi được. Không hiểu bác biết tại sao chìm được ở đây. Quá nguy hiểm. Bán luôn cát già luôn, bán cát già luôn. Có một điểm luôn. Nó sợ chạm vào tay lái tay ga. Lên ga xuống số mập mờ. Bác này giảm hơn vào chủ cầu luôn. Nhưng may được cái nó vật. Bác còn kẹt xuống luôn. Có nguy hiểm. Quá tài hôm nay đi tất mấu số 6 nên rất là dễ chạy luôn. À, các bác biết mấu số 6 rất là dễ chạy. Dễ hơn chạy mấu số 3 ngoài kia. Đi luôn có con lang như vậy mọi người, rất là nguy hiểm. Qua tài chuyển sang anh 16 hết mọi người. Mọi người qua cầu, mọi người đi sát vở bên tay phải xuống nhá. Em vừa đi giữa luồng xuống 26, chẳng dối chết. Chào tất cả mọi người nhá. Chúc mọi người một ngày làm việc gặp nhiều may mắn.